các bạn đã muốn học Java nhưng mà học xong Java chưa biết làm được công việc gì hoặc lộ trình học làm sao để nhanh nhất cũng như là lương lậu ra làm sao hãy xem hết video này nhé thì mình đã đi làm được 14 năm hơn 15 năm chủ yếu làm chủ yếu là Java thì mình có thể chia sẻ các bạn biết là những cái công việc chính khi các bạn học Java để làm được những công việc gì đầu tiên sẽ là làm được back end như các bạn hay thấy là mình hay làm Java mình làm được back end làm những cái API làm những cái database mình query được database và trả dữ liệu về cho những à, những cái giao diện để mà hiển thị cho những người dùng công việc thứ hai mà Java có thể làm được đó là làm những cái desktop hoặc là standalone application có nghĩa là những cái giao diện mà bạn mở lên nó sẽ chạy lên những cái giao diện trên máy các bạn các bạn phải cài lên cái máy các bạn rồi các bạn phải chạy lên mở lên một cái giao diện như là Microsoft Word hoặc là một cái chương trình Notepad hay vân vân những chương trình mà cài trên máy các bạn để mà các bạn có thể chạy được lên cái thứ ba sẽ là gì các bạn làm Android có nghĩa là làm mobile app làm Android thì các bạn có thể xài Java lập trình ra được ứng dụng cho Android nền tảng Android cái thứ tư sẽ là làm gì mọi người làm nhúng có nghĩa là Java vẫn thể làm nhúng được mọi người có nghĩa là ngoài ngôn ngữ lập trình cấp cao uh, mình xài Java ra cho những cái uh, backend hoặc là những cái mobile thì mình có thể làm được nhúng nữa Java vẫn có thể làm được gì mọi người automation tester thì có nghĩa là bạn không muốn đi làm order mà bạn muốn làm tester và automation tester thì hoàn toàn các bạn có thể xài java để các bạn làm à, làm test được cuối cùng sẽ là gì mọi người sử dụng java để làm những cái framework dev cho những cái framework ví dụ như hadoop jmeter vân vân những cái framework những cái thư viện những cái tool mà các bạn hay xài đó sẽ xài java rất là nhiều đó là những cái công việc mình thấy là thịnh hành rất là thịnh hành khi mình học java xong mình có thể đi làm được vậy thì lộ trình mình học ra làm sao thì đầu tiên mình chia sẻ với các bạn là cái phần back end, lộ trình học back end thì bạn có thể xem lại cái video trước của mình về full stack developer. Thì mình có chia sẻ là back end thì nên học như thế nào. Thì ngoài cái việc là mình chia sẻ lần trước mình sẽ tóm gọn lại trong video này, bạn cần phải học là Java 8. Lần trước mình chưa có nói version đúng không mọi người? Bây giờ thịnh hành nhất sẽ là Java 8 thì các bạn phải học được Java 8, học OOP, học cấu trúc cơ sở dữ liệu, học một các database ví dụ như là MySQL server hoặc các bạn phải học thêm một các cái loại backend framework nào đó ví dụ như là mình nói hôm bữa là mình nói Spring đúng không mọi người? Bạn có thể học thêm Spring Boot, bạn có thể học thêm Spring Cloud, bạn phải học thêm build nữa ví dụ như là Maven, ví dụ như là Gradle. Đó thì mình phải học những cái đó. Rồi các bạn có thể xem chi tiết hơn. Ở trong video lần trước của mình có nói ha Đây mình tóm gọn là cho các bạn như vậy thôi Thì có thể quay ngược xưa lại xem cái video là full stack Như thế nào thì mình có hướng dẫn rất là chi tiết rồi Đây lộ trình sẽ Tiếp theo mình sẽ đi chi tiết nữa là Lộ trình các bạn tại học Java để làm được Desktop Application Thì thường cái này rất ít người làm ngày nay Nhưng ngày xưa thì làm rất là nhiều Mình ra trường 14, 15 năm trước Mình làm chính là Desktop Application Mình xài Java, mình lập trình ra những cái ứng dụng um, Desktop Application Vậy đó, cần học cái gì? Mình học Java 8. bây giờ mình sẽ học lại Java 8 mọi người, mình học OOP có nghĩa là mình học hướng đối tượng, lập trình hướng đối tượng mọi người, dùng Java kế tiếp theo là mình phải học những các cái UI library của Java để làm được giao diện người dùng ví dụ như là mình phải học là Swing có bạn nào mà ở trường đại học mà học Java phải làm Swing không thì đó mình sẽ xài Swing mình làm được giao diện người dùng mình có thể xài SWT để mình có thể làm được giao diện người dùng hay còn gọi là Standard Widget Toolkit nó cũng gần giống swing nhưng mà nó chạy rất là nhanh các bạn swing nó chạy chậm các bạn làm swing rồi swing nó chạy chậm nhưng mà SWT chạy rất là nhanh bởi vì sao SWT nó sẽ xài những cái component mà hệ điều hành có ví dụ các bạn cài trên máy trên Windows đúng không thì nó sẽ sẽ cố gắng xài những cái nút bấm những các cái textbox những những cái checkbox mà hệ điều hành có chứ nó không có vẽ ra một cái component mới lý do tại sao mà SWT chạy rất là nhanh đó thì mình vẫn có thể xài AWT Uh, đó là abstract uh, Windows window toolkit các bạn đã nghe nói google web toolkit không gwt các bạn có thể search nó cũng sẽ tương tự như vậy rồi mình có thể học về eclipse acb eclipse acb có nghĩa là gì eclipse uh, read programming, click read client programming có nghĩa là những cái gì như Eclipse các bạn xài đó, các bạn lập trình các bạn xài Eclipse đúng không? hoặc là IntelliJ đúng không? thì nó chính là chính là nó xài là Eclipse để mà nó lập trình ra Eclipse ACB để lập trình ra thì về netbin á ai xài java lâu đời rồi sẽ biết nó có cái netbin thu nữa mọi người cái thu netbin thì cái Tool netbin thì nó vẫn có e netbin acb có nghĩa là xài những cái, cái, cái framework của eclipse hoặc netbin các bạn có thể làm ra những cái tool ví dụ như là eclipse ví dụ như là netbin gì đó ha mọi người hello kha chào kha vô stream nha học gì nhiều thế anh ok thì hôm nay anh chia sẻ về java nha kha rồi các bạn có thể học về remote application platform thì cái này rất giống swt nhưng mà nó có thể chạy trên web được các bạn có thể dùng java mình là lập trình một lần nó có thể chạy trên desktop application mà nó cũng có thể chạy được trên uh, web này nha các bạn thì mình cần học thêm cái gì mọi người cũng như là làm backend mình có phải học thêm là database có thể bạn học là sqlite có thể bạn học là mysql uh, server có thể bạn học là Oracle vân vân thì các bạn có thể chọn một các cái uh, Database Framework mà mình hay xài là được các bạn sẽ học luôn là những cái Driver hoặc là Hibernate hoặc là những uh, những cái OIM mà các bạn có thể connect được vô trong Database ví dụ như mình hay xài là Object uh, Relationship Mapping của mọi người tạo ra những cái Projo đúng không mọi người để mình có thể kết nối vô được Database có nghĩa là cái ứng dụng các bạn nó sẽ cần lấy dữ liệu từ uh, một cái Database nào đó để hiển thị cho người dùng đúng không mọi người thì mình sẽ cần học Hibernate như vậy rồi bên cạnh đó vì yếu yếu tố là cần giao diện rất là nhiều cho nên các bạn phải học lên rất nhiều cái thư viện để các bạn có thể làm được ví dụ như là cái chart nè vẽ biểu đồ nè các bạn có thể vẽ ra được những à, những cái component thêm ví dụ như là các bạn có thể à, làm những component ví dụ như là cái outlook đó. thì các bạn phải có những cái uh, cái component như outlook chẳng như vậy hoặc là component làm rất là nhiều mọi người thì mọi người phải tưởng tượng là nó chưa có component gì nhiều hết cho nên mọi người phải làm rất là nhiều component thêm rõ ràng mình phải học cách tạo một cái custom component như thế nào sử dụng swing hoặc là sử dụng SWT để các bạn có thể làm ra rất là nhiều cái, cái 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 cửa sổ tùy chọn cho người dùng ví dụ các bạn thấy nó có một cái cái stack ba đúng không khi bấm vô cái stack ba nó sẽ mở detail đúng không mọi người thì trong cái swing nó sẽ không hề hề có cái component như vậy các bạn phải là ngồi làm rồi mình cần học thêm những những cái report framework ví dụ các bạn học là Jasper report thì Jasper report á, thì xài rất là phổ phổ biến để các bạn có thể export ra cái file PDF hoặc là export ra cái file là file Word hay file Excel file có nghĩa là từ ra bay các bạn đúng không sẽ export được ra trực tiếp à, cái file Word hay là PDF luôn thì các bạn phải học lên những cái pattern ví dụ như MVC trong Java Swing đặc biệt là desktop mình xài rất nhiều cái pattern là MVC hoặc là MVVM có nghĩa là model view view model thì những cái pattern đó rất là nổi tiếng luôn rất là nổi nổi tiếng trong Java desktop luôn nha mọi người rồi các bạn phải học gì nha mọi người GNI có nghĩa là Java Native Interface. À, ngoài cái việc các bạn có thể gọi những cái thư viện bình thường của Java ra, các bạn phải cần gọi ra những cái DLL, những cái Native Library của Windows hoặc là những à, một bên khác người ta sẽ đưa bạn file DLL thì các bạn sẽ gọi được cái đó. Đó chính là cái lộ trình các bạn có thể học được để có thể làm được là Java Desktop nha mọi người. Rồi đi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người là cái lộ trình học Java để làm ứng dụng mobile Android như thế nào cũng như là à, những cái desktop application mình cần phải học là Java version 8 trở về về sau nha mọi người hiện tại bây giờ rất ít người xài Java version 8 trở về trước ví dụ Java 6 của ít rất ít xài trừ khi các bạn là maintain những hệ thống rất là lâu đời rồi ví dụ các bạn maintain cái cái hệ thống 10 năm trước hoặc là hai năm trước thì các bạn còn có thể xài Java 5 hoặc là Java 6 gì đó chứ bây giờ là chủ yếu là xài Java 8 hết nha mọi người có nghĩa là bạn phải học Java 8 học lập trình hướng đối tượng sau đó các bạn sẽ học đến những những cái những cái chủ đề về foundation của Android ví dụ các bạn phải học là Linux kernel như thế nào tại vì Android nó chạy trên Linux mà mọi người các bạn phải học là cái package của Android nó đóng 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 gói thành à, APK nó đóng gói phải cái file ABB thì nó như thế nào các bạn phải học những cái basic như vậy foundation như vậy rồi các bạn phải học là Android OS nó ra làm sao có những tính năng gì trong Android OS các bạn phải học trước rồi sau đó mình sẽ đi qua mình học những cái cơ bản của lập trình Android, đầu tiên là học cái layout, giao diện người dùng layout. Còn trend layout như thế nào, linear lay, lay, layout là làm sao, frame layout như thế nào thì bạn phải học về những cái layout như vậy để các bạn có thể sắp xếp những cái nút bấm, những cái text field trên những cái UI như vậy rất là dễ dàng, layout. Sau đó mình sẽ học gì mọi người? Trong Android nó sẽ là cần một cái giao diện để hiển thị người dùng hơn mọi người nó sẽ là activities thì các bạn phải học là tạo ra một cái activity ra làm sao cái life cycle của activity như thế nào có nghĩa là khi một mở một ứng dụng android lên đó mọi người thì nó sẽ là gì nó chuyển thì trạng thái là background sang trạng thái là active rồi từ active khi các bạn ẩn nó xuống nó chạy background thì nó như thế nào thì các bạn phải học cái life cycle của cái activity như vậy để có thể hiểu và làm được cái giao diện của người dùng thay đổi trạng thái của activity ra làm sao mình phải cũng phải học sau khi học xong cái activity rồi ấy, sẽ học tiếp theo là cái fragment mình sẽ để cái text ở dưới mọi người nếu mà bạn nào chưa có bạn nào chưa có uh, nghe cái từ này quen thì có để xem cái description cho mọi người học cái fragment thì tương tự như activity ấy, thì fragment ấy, mình có thể nhúng nó vô trong cái activity có nghĩa là một cái ui có thể xài đi xài lại nhiều lần mà có thể nhúng vô trong một cái view nào đó một cái activity nào đó thì bạn phải học luôn life cycle nó như thế nào stay management đó làm sao fragment manager như thế nào để khởi tạo một một cái fragment lên thì các bạn phải học cái đó nếu không thì các bạn sẽ khó làm android lắm sau đó mình sẽ học lên những cái service Ghi kèm theo của android tại vì android nó phải tương tác rất là nhiều với google play đúng không mọi người để mua hàng nè rồi để ghi ví dụ bạn làm game android đi thì cái game đó phải ghi cái điểm số của mình vô trong cái à, game play đúng không mọi người thì mình phải học những cái service đi kèm theo cho cái android như vậy mình phải học những cái file bay file pay là những cái dịch vụ của google đó, để các bạn thể lưu trữ được cái log file nè lưu trữ được à, dữ liệu vân vân thì các bạn phải học cái đó hoặc các bạn có thể học là google AdMob Tại vì ai làm mobile cũng phải kiếm tiền từ quảng cáo đó mọi người? Phải học là Google AdMob hoặc là Facebook AdMob vân vân, những cái dịch vụ đó mình phải học. Mình phải học là những cái cái broadcast receiver rồi content provider như thế nào thì đó là những cái basic các bạn phải học. Sau khi mình học được cái basic đó rồi, mình sẽ học cái gì tiếp theo mọi người? Cái navigation như 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 thế nào. Tại vì mở cái ứng dụng lên các bạn sẽ bấm nút nó sẽ mở cái cửa sổ lên bấm nút back nó sẽ quay ngược trở lại rồi các bạn sẽ có thấy rất là nhiều cái navigation ở trong đây là rất cực kỳ quan trọng thì các bạn phải học là gì stack navigation stack có nghĩa là gì cửa sổ này sẽ mở lên cửa sổ kia cửa sổ kia sẽ mở lên cửa sổ nọ bấm nút back thì nó sẽ xóa cửa sổ à, thứ ba đi xong rồi xóa cửa sổ thứ hai đi xóa cửa sổ đầu tiên đi và trở thành cái home page hoặc bấm nút back nữa là sao mọi người thoát luôn cái ứng dụng thì mình phải học cái navigation stack như vậy học cái tab navigation tại vì trong Android nó có những cái ứng dụng là tab nhiều tab luôn mọi người phải học cái đó phải học nút back nữa vân vân thì mình phải học luôn cả cái cách navigation bằng deep link các bạn nào biết deep link không deep link giống như là các bạn muốn gửi mail đúng không mình chỉ cần gõ lên mail to hai chấm cái email address nó sẽ là tự động nó mở lên cái outlook nó tự động nó mở lên cái ứng dụng để mình gửi mail đúng không mọi người cái này cũng gọi là deep link cũng tương tự như vậy nha mọi người sau khi mình biết UI rồi Basic về UI mình biết về navigation rồi thì mình phải cần biết về network để các bạn có thể lấy được dữ liệu từ server hiển thị lên trên UI đúng không mọi người? Nếu không thì mọi người sẽ hiển thị dữ liệu như thế nào đây? Thì để mà học được network trên Android á thì mình phải học là những cái những cái thư viện ví dụ như Retrofit này ngày xưa mình xài cái đó rất là nhiều hoặc là mình xài những cái HTTP client ví dụ như Ok HTTP này có những cái thư viện như vậy thì mình mình xài rất là dễ mọi người sau khi mình biết network rồi mình load dữ liệu từ cái server từ back end rồi đúng không mọi người mình sẽ có cái nhu cầu là hiển thị dữ liệu đó lên thì nó sẽ gặp những cái tình huống là nó sẽ có cái hình sẽ có cái hình hiển thị cái hình như thế nào cho nó nó nhanh và nó có performance lazy loading như thế nào thì mình phải học thêm những cái cách loading những lưu uh, cách hiển thị những cái hình như thế nào thì các bạn phải học những cái thư viện tiếp theo ví dụ như là fresco, uh, picasso vân vân thì là những thư viện chuyên để mà các bạn xử lý hình trên android để hiển thị hình cho Android. Rồi, sau khi mình mình có được cái à, cái dữ liệu và có được hiển thị rồi đúng không? Mọi người sẽ có cái nhu cầu là gì? Tăng tốc cái ứng dụng bằng cách là lưu trữ ra những các cái dữ liệu của người dùng. Tại các bạn thấy trên ứng dụng mà Android, các bạn có thể bấm nút setting đúng không? Các bạn sẽ lưu lại cái theme của bạn là màu đen hay màu sáng, các bạn sẽ lưu màu sắc, các bạn sẽ lưu rất nhiều thứ. Thì nó sẽ cần những cái lưu trữ ở trên cái ứng dụng Android của mình thì mình cần học. Ví dụ như SQLite nè, một cái database để có thể xài cho Android được này các bạn có thể xài những các cái lưu trữ như key pair key pair nghĩa là các bạn lưu uh, cái key và có cái value vì ví dụ là tên lưu tên là gì hoặc là lưu cái sim sẽ là sáng hoặc tối hoặc là lưu cái gì đó key value key value thì cần phải học à, những dạng như vậy rồi cần học thêm những cái pattern rất là phổ biến ở trong Android ví dụ như là observer này, observer pattern nè rất phổ biến trong Android hoặc có thể xài là RxJava đó, cái đó rất, rất là rất là dễ để mọi người xài, rất gặp thường xuyên trong những dự án làm Android. Dependency Injection này, hoặc là Builder Pattern, này, Factory, Repository là những cái những cái pattern đó xài rất là nhiều các bạn sẽ gặp đi gặp đi gặp lại, gặp đi, gặp lại rất là nhiều. thậm chí trong cái Java uh, của Android, á, các bạn sẽ thấy cái đó rất là nhiều luôn. Cho nên bạn phải học lại những cái pattern đó để có thể xài được là uh, lập trình được Android rồi mình phải biết build framework ví dụ như là build bằng Maven, build bằng Gradle nè và cuối cùng cần phải biết đó là gì mọi người Public cái app lên store như thế nào, tại vì các bạn làm app rồi đúng không mọi người mình sẽ release cái app lên Google Store làm sao, release lên uh, Amazon Store như thế nào, vân vân thì mình phải học cái quy trình release cái cái app của mình lên store đó là cái cuối cùng mà mình cần phải học để có thể là à, sử dụng được Java, lập trình Android hy vọng các bạn sẽ có được một cái à, công việc sau khi mình làm được cái à, à, học cái Java như vậy và rồi như vậy và mới đi tiếp là lộ trình sử dụng Java để làm nhúng đó thì Java vẫn làm nhúng được cho nên học như thế nào để có thể xài Java làm nhúng được đầu tiên là nhúng không thể nào mà đi nhanh như là một cái bảng Java standard được cho nên các bạn phải học từ Java năm đi từ Java năm thì các bạn sẽ xài Java năm hay mọi người phải học là hướng đối tượng lập trình hướng đối tượng lúc nào cũng vậy Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cho nên mình phải học OOP lập trình hướng đối tượng là luôn luôn phải học tiếp theo để các bạn làm được phần nhúng ấy, các bạn phải học phần hardware web platform ví dụ các bạn phải biết đó là am 32 am với em đi như thế nào am 32 64 như thế nào thì các bạn phải biết cái sự khác biệt của những các hạt web platform đó tiếp theo để làm nhúng được các bạn phải học là Linux học Linux chắc chắn các bạn phải học là Linux sẽ những cái device chạy trong nhúng luôn luôn là chạy hệ điều hành là hệ điều hành Linux thì đòi hỏi các bạn phải cài cái Java lên trên cái cái thiết bị chạy Linux như vậy rồi để làm được nhúng bằng Java thì người ta xài rất nhiều cái framework cái cái framework này OSGI framework nếu bạn nào chưa biết thì hãy xem cái comment mình có đó cái nội dung mình có đó thì xem thêm về cái OSGI framework hoặc muốn biết rõ hơn về cái framework đó thì comment cho mình biết mình sẽ có những video hướng dẫn tiếp theo về OSGI framework OSGI là gì mọi người Open Service Gateway Initiative Thì các bạn mở Eclipse ra Mở những cái thư viện của Eclipse Các bạn sẽ thấy từ này rất quen OSGI Bundle Hoặc là những cái Bundle Thì cái đó nó rất là Một cái architecture Xài rất là nhiều cho cái Embedded mà xài Java Vì là làm nhúng Cho nên các bạn phải cần gọi những cái Ngôn ngữ C và C cộng cộng Tại vì không phải cái gì mình cũng làm bằng Java được mọi người Cho nên Cho nên mình phải biết cái đó trần mạnh kha có hỏi là 10 năm làm nhúng mà chỉ biết dùng java làm automation tool trên laptop ok cảm ơn kha thật sự java mình làm nhúng được rất nhiều uh, được, được rất là nhiều và có những cái architecture uh, những cái iot gateway làm java rất là nhiều thì mình bắt buộc phải biết là osgi mình phải biết là gni gni là java native interface có nghĩa sometimes các bạn cần gọi một cái uh, một cái thiết bị gì đó một cái uh, cái input gì đấy một cái output gì đấy mà mình không có cái thư viện để mình gọi ví dụ các bạn muốn à, gọi ra một cái GPIO nào đó một cái input nào đó thì thường á mình sẽ viết à, một đoạn lấy dữ liệu đó từ cái input đó bằng à, C hoặc C cộng Xong mình viết xong rồi mình sẽ gọi nó từ Java thì bắt buộc các bạn phải biết là GNI để các bạn thì gọi từ Java gọi xuống dưới tầng layer bằng C/C C, cộng như, như thế nào nhưng mà ngày nay á thì thường làm Java nhúng á, thì nó sẽ chia làm hai con chip hai cái con chip một con chip á sẽ chạy Java OSGi bên đồ để nhiệm vụ nó là chạy những cái ứng dụng thôi còn con chip còn lại á thì thường sẽ xử lý GPIO xử lý input xử lý output xử lý những cái network driver vân vân thì nó sẽ là chia làm hai con chip một con chip lập trình bằng à, Java còn một con chip lập trình Embedded như bình thường đó thường ngày nay mình sẽ làm như vậy rất là nhiều còn nếu mà xài một con chip một processor duy nhất xài một processor duy nhất à, vừa chạy Java vừa chạy GPIO thì các bạn phải biết GNI rồi. Sau khi biết cái đó rồi phải buộc biết là communication như thế nào đúng không mọi người? Tại vì làm em làm nhúng á thì thường là nhúng cái đó sẽ gửi lấy thông tin và gửi dữ liệu lên server đúng không mọi người? Thì các bạn phải biết là HTTP client như thế nào gọi từ Java. Các bạn phải biết là MQTT ra làm sao để có thể gửi dữ liệu lên server, sử dụng là MQTT protocol và biết JSON format, đó là cái người ta xài rất là nhiều. Và để communicate với những thiết bị à, đầu cuối á đầu cuối nghĩa là những cái thiết bị các bạn sẽ kết nối với những thiết bị khác á. sensor hoặc là những cái cảm biến hoặc những cái actuator á. thì các bạn phải học thêm ít nhất một cái serial communication nào đấy ví dụ như RS-232, RS-485, cái đó là cái basic nhất các bạn phải học đó cái đó là lộ trình để mà mình có thể học Java mình làm được nhúng đó là cái công việc như vậy rồi mình muốn giới thiệu các bạn lộ trình sự tiếp theo là sử dụng Java để mà mình làm automation tester như thế nào. Có nghĩa là ngoài cái việc là làm à, làm desktop, làm tool ra, làm back end ra, làm nhúng ra còn có thể sử dụng Java để làm test tự động. Đó thì mình sẽ xài cái gì? Đầu tiên cũng phải học Java 8, bắt buộc phải học Java 8 và học OOP. Và các bạn phải học à, tiếp theo là học Nguyễn việc nguyễn phước có hỏi là anh nói về cái JWT Spring đi anh em đang tìm hiểu về phần đó ok thì anh sẽ làm một video chuyên về JWT cũng như là sử dụng những những cái protocol để làm security ví dụ như OAuth to, như thế nào, Open ID như thế nào anh sẽ làm một video tiếp theo chuyên về security như vậy để mình có thể đăng nhập từ client lên server mà mình có thể đảm bảo là security nhất anh sẽ làm một video tiếp theo cho À, cho em về cái CWT nhé. Rồi tiếp theo về cái cái à, lộ trình để học Java automation để làm tester được. Đó các bạn phải học Java 8, các bạn phải học OOP, các bạn phải học HTML tại vì các bạn à, test Java automation thường là test web là nhiều cho nên các bạn phải biết cái thẻ HTML nó như thế nào. Có cú cú pháp là làm sao để mình biết những cái thẻ đó để mình có thể test được. Rồi các bạn phải biết về SQL query. Ít nhất là phải biết query như thế nào để mà mình có thể làm, làm test được rồi sau đó sẽ học một cái framework về automation test hỗ trợ Java như là Selenium đó bạn nào chưa biết về Selenium có thể search cái đó mình có để cái description rồi có thể xem cái description đó để mà mình có thể search thì trong đó có rất nhiều concept concept và basic concept và trung bình concept advanced để mình có thể làm test automation được chứ đơn giản là mọi người chạy cái web lên thì nó sẽ mở cái browser lên và nó sẽ simulate cái click của người dùng. Có nghĩa là khi các bạn xài automation test testing đúng không mọi người? Thì mình sẽ chạy cái web lên sẵn rồi mình sẽ host một cái web lên sẵn ở server rồi ví dụ các bạn test Google đi. Thì nó sẽ tự động nó chạy cái web browser lên ví dụ là Chrome hoặc là Firefox hoặc là Internet Explorer thì các bạn nó sẽ tự động gõ cái google.com.vn vô. Rồi các bạn muốn test ví dụ như các bạn search là testing Nguyễn cái kênh của mình đi, xem coi testing miễn có nằm ở trên Google không thì các bạn sẽ gì? thao tác với cái text box nhập vô là Justin Nguyễn, bấm nút enter, sau đó đọc kết quả. Thì các bạn phải cần cái gì mọi người? Cần thao tác với một cái text box nè, cần nhập dữ liệu, cần nhập dữ liệu bằng Selenium nè, cần bấm nút enter để thao tác với bằng phím này Rồi cần đọc ngược lại từ cái nội dung HTML mà hiển thị về á, đọc ngược lại nội dung như thế nào thì các bạn phải thao tác như vậy để các bạn có thể query kiểm tra xem có tìm thấy anh Justin Nguyễn trên Google hay không. Đó là một cái use case mình có thể test chẳng như vậy. Đó, sử dụng Selenium. Rồi, sau khi học Selenium rồi, Master Selenium rồi, các bạn phải học thêm Build. Thì tại vì Java luôn luôn phải cần một cái Build Melvin. Thì các bạn phải học là Melvin Build, ha mọi người. Sau khi mình đã học Melvin rồi, thì học thêm cái gì mọi người? Test NG. Test là một cái, cái Test Framework rất là nổi tiếng trong Java. Thì các bạn có thể xài nó để Test Automation nè, Test Integration nè, Test Unit Test nè tất từng tất cả mọi loại test các bạn có thể xài test ng nha mọi người. Rồi một cái cuối cùng mình có thể học là JMeter. JMeter để làm gì mọi người? Để test all test performance ấy. Ví dụ bạn có một cái website đúng không? Mình không biết là ok cái website đó nó có thể chịu được 100 người dùng không? 100 người dùng đồng thời không? Hoặc là 1000 người dùng đồng thời không? Thì mình phải simulate một cái request, ví dụ một, một ngàn request lên cái website của mình xem coi nó có đạt được nó có chịu được tải một ngàn người không thì thường mình test bằng cái gì mọi người chạy master có nghĩa là mình chạy một chương trình lên mình simulate một ngàn request vô cái server của mình trong vòng 5 phút trong vòng 10 phút trong vòng một phút gì đó thì nó sẽ tự động nó gửi một đống request lên server các bạn rồi nó xem coi server nó có trả về kết quả cho đúng như ý mình muốn muốn không và trả kết quả về trong vòng bao nhiêu giây ví dụ như một request của mình expect mình mong muốn á, một request lên server trả về kết quả liền trong vòng một giây hoặc 0.5 giây. Nhưng mà khi các bạn simulate một request á nó có thể đạt được. Nhưng mà 100 request, 1000 request á thì cái response time nó tăng lên rất là nhanh. Tại vì server không xử lý kịp. Cho nên nó phải chờ, một giây chờ 10 giây chờ có thể có khi timeout luôn, có khi là timeout server không xử lý nổi nó timeout luôn. Cho nên mình sẽ xài cái cái chương trình là JMeter để mình có thể là chạy được performance test sử dụng Java nha mọi người. Và JMeter cũng phát triển bằng Java luôn. Đó chính là bằng Java luôn. Thì ngày nay mình hay xài cái JMeter này để test cho tất cả mọi à, cái ứng dụng của mình, à, công ty mình viết viết ra. Thì thường á, là mình viết cái JMeter, có cái script mình viết, và sau đó mình sẽ upload cái script đó lên trên Azure. Nó gọi là Azure Load Test. Thì nó sẽ tự động, nó có cái máy nó chạy cho mọi người luôn. Tại sao mình lại cần Azure như vậy? Tại vì một cái máy của các bạn bình thường á, các bạn xài là một các cái window bình thường á, thì nó sẽ bị giới hạn cái connection ví dụ giới hạn connection tại một thời điểm nó chỉ có mở được cho các bạn là 200 connection là maximum mình ví dụ thôi nha con số nó chính xác phải đọc lại tài liệu thì window cái bản là professional bình thường á thì nó nó chỉ có chịu được 200 connection thôi nghĩa là tại một thời điểm cái máy của bạn chỉ gửi một 200 cái request ra bên ngoài thôi giả sử các bạn muốn simulate là một ngàn request tại một thời điểm này thì làm sao một cái máy của bạn có thể xử lý được đúng không mọi người thì có nhiều cách để các bạn có thể xử lý cái đó một là nâng cấp cái bản Windows của mình lên thành Windows Server thì cái bản Windows Server nó sẽ, sẽ có nhiều có này kết nối uh, TCP hơn thì các bạn có thể test một máy được 1.000 request ví dụ vậy hoặc là mình sẽ cần nhiều cái máy hơn mình chạy đồng thời đúng không mọi người thì mình sẽ không có mình sẽ khó để mà mình có nhiều cái máy cùng một lúc thì ngày xưa test là hay nhờ gì nguyên một team luôn ê tao làm performance test nguyên một team luôn cả team nó cùng chạy jmeter lên cùng đồng thời gửi request lên ví dụ máy của mình mình gửi 100 request máy bên cạnh gửi 100 request 10 cái máy sẽ được ngàn request đúng không mọi người đó là một cái ví dụ nhưng mà ngày nay thì mình sẽ gửi lên trên Azure Load Test thì Azure Load Test tự động có rất nhiều cái máy của Azure tự động chạy cho mình luôn mình chỉ nói tôi cần bốn cái máy gửi 100.000 request lên server của tôi trong vòng 10 giây thì Azure tự động đó mở cái máy lên tự động nó chạy cái đó cho mình đó thì mình hay xài là như vậy ok hy vọng nó sẽ là có định hướng cho các bạn để có thể là biết sử dụng java cho automation tester như thế nào bạn quế châu có câu hỏi là anh từng làm nhúng freelance không ạ à? anh chia sẻ cho mọi người có định hướng thêm với ạ à? em thấy bên web thì làm thêm cơ hội nhiều hơn thì phải đam mê nhúng vào web ạ à. cảm ơn anh cảm ơn bạn quế châu nhiều thật sao mình rất ít thấy người nào vừa đam mê làm web vừa đam mê làm nhúng thực ra nó là hai một hai cái thế giới riêng biệt đó. một thế giới là làm với thiết bị à, không có dư, không có giao diện gì hết chỉ có làm với thiết bị thôi còn một cái thế giới đó, nó bao gồm là làm web thì mình thấy rất là ít người mà muốn như vậy ok thì trước giờ anh làm freelancer có làm nhưng mà ít lắm mọi người thì à, thật sự làm freelancer cho những người quen thôi người ta cần mình làm thì mình hỗ trợ người ta thôi chứ mình cũng không có làm chính thức làm freelancer là nhận dự án bên ngoài làm thì mình vẫn làm cái đó khi có người quen của mình cần hỗ trợ thì mình vẫn làm nhưng mà nó lại không phải là công việc chính thức của mình hả mọi người ok uh... về thứ vế thứ hai về cơ hội đúng không mình xin phép đi tiếp tới cái phần là lương vậy thì lương lậu làm sao khi các bạn mình giới thiệu các bạn ở rất nhiều vị trí rồi làm desktop standalone app làm web app back end rồi làm android làm embedded làm nhúng rồi làm tester rồi rất nhiều thứ như vậy lương lậu làm sao cao nhất cao nhất cho mọi công việc luôn chính là làm back end và làm android tại vì sao mọi người back end và android các bạn có thể làm được rất nhiều cái cơ hội trên thị trường này bao gồm cả finance fintech này hay gọi là fintech ngân hàng này rồi những các, các sản phẩm liên quan tới công ty product thì người ta tuyển rất là nhiều Java backend và Android làm app thì những vị trí đó sẽ có ở trên những công ty làm product công ty startup cho nên nếu bạn nào làm um, backend và Android thì sẽ lương cao hơn rất là nhiều so với mặt bằng làm Java bình thường cũng như là những cái vị cái, ngôn nguồn lập trình khác rồi kế đến nó sẽ là gì kế đến sẽ ít cơ hội hơn ngày xưa mình sẽ có nhiều cơ hội làm cái desktop application hơn nhưng mà ngày nay á mọi người, mọi công ty đều chuyển nó lên thành cloud rồi, rất ít những cái ứng dụng mà chạy standalone ở đây. cho nên mọi thứ đều đưa lên cloud rồi. bây giờ người ta sẽ làm rất là nhiều trên backend và là trên Android giao diện người dùng. cho nên tiếp theo sẽ là làm automation tester. có nghĩa là automation tester vẫn cần rất là nhiều cho những công ty làm product nha mọi người sử dụng Selenium, sử dụng Java làm automation tester. cho nên cái đó lương cũng khá là cao nó không cao bằng cái backend với lại bằng android thôi nhưng mà cũng khá là cao so với mặt mặt bằng cho nên các bạn nào mà học java mà có định hướng đi học java thì sẽ định hướng mình theo được backend đường android và đường uh, làm tester khi mình nói khi bạn bạn quế châu hỏi là làm java làm web á ngày xưa mình nói làm java web thôi mà web bây giờ người ta làm là gì mọi người làm front end làm backend đúng không mọi người mà java chủ yếu bây giờ chỉ làm backend cho web mà thôi chứ chẳng ai nói làm java là làm frontend cho web cả đúng không mọi người vẫn có. Tại vì mình có giới thiệu với các bạn là có một cái uh, cái, cái cái framework là RAP, RAP có nghĩa là Remote Application là Platform làm Java vẫn có thể chạy được giao diện trên web. Nhưng mà cái đó không ai ít người xài lắm mọi người, cho nên mọi người nói là Java web chính là Java back end nha mọi người. Rồi cuối cùng lương không được cao lắm. Ít cơ hội trên thị trường luôn. Đó chính là là gì? Làm Java desktop, làm embedded, làm nhúng bằng Java tại sao mình nói nó, 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 như vậy tại vì nó rất là ít trên thị trường vẫn có công ty làm nhưng mà rất ít mọi người tại vì mình nói ngày nay là không ai làm desktop app nữa rồi người ta lên lịch cloud làm rồi làm ứng dụng gì cũng mở web là xài hết trơn xài ở đâu cũng được xài nhiều thiết bị cũng được bây giờ các bạn làm trên java desktop đúng không mở trên cái máy này cài rồi máy kia đâu cài đâu muốn muốn xài đúng không cài vô đi rồi rồi xài rồi tôi lên tablet rồi sao tablet tôi đâu có giao diện đâu tôi xài rồi tôi lên mobile rồi sao tôi đâu có giao diện cho tôi xài cho nên bây giờ ít rất ít công ty xài là desktop application. Vẫn có công ty làm, nhưng mà nếu các bạn đi theo Java desktop á thì các bạn chủ yếu là maintain là chính. Maintain nghĩa là những dự án 10 năm trước á, những dự án mười mấy năm trước á thì các bạn sẽ maintain là chính. Chứ ít có những dự án nào làm desktop mới từ đầu. Vẫn có nha, vẫn có những dự án làm desktop mới từ đầu. Ví dụ các bạn làm Eclipse à, như vậy hoặc làm plugin cho Eclipse vẫn làm mới từ đầu nhưng mà ít các bạn. Thì lương nó thấp lắm nó không có được cao như là nó không được cao như là những cái mình nói là web uh, backend với lại android hoặc là automation test bởi vì nó gì ít cơ hội nè và cái vị trí đó ngày xưa mình xài thôi giờ ít xài lắm tại vì các bạn sẽ xài chú ý là me à, chỉ chủ yếu là maintain những cái dự án cũ thôi làm sao mà người ta trả bạn lương cao được ok thì như lời hứa cho với bạn là uh, nguyễn việt phước mình sẽ nói về JWT uh, trong video tiếp theo uh, về chủ đề đó thì mình sẽ làm một cái video chuyên về security JWT xài uh, OAuth2 như thế nào, xài uh, Open ID ra làm sao, rồi single sign on uh, những cái flow mình sẽ xài để mình có thể đăng nhập được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video tiếp theo. Bạn nội nguyễn hay nội nguyên gì đó ha, còn Java bên data engineer đặc biệt là bên big data sao nhỉ? câu hỏi cũng khá hay thật ra big data nha mọi người người ta xài python là chính tại vì các bạn xem cái video full stack full stack developer của mình có hướng dẫn là lộ trình học python rồi thì cái đó người ta xài python là chính tại những người học uh, data những người học uh, algorithm những người học ai ml ta xài python là chính tuy nhiên vẫn có một bộ phận xài java để mình uh, làm data ví dụ các bạn muốn kết nối vô kafka thì các bạn xài Java client vẫn rất nhiều người xài, Hadoop vẫn có client của Java hoặc là những cái Spark vẫn có thể viết bằng client bằng Java. cho nên vẫn có một bộ phận xài big data bằng Java thì chủ yếu nó sẽ là back end. nếu mình có thể gom nhóm nó lại thì các bạn sẽ expect nó là gì? Java back end luôn. tại vì back end như các bạn xem cái video lần trước của mình á, mình có ghi lộ trình học Java back end á, nó có luôn cả cái phần là gì? Streaming platform sử dụng là Kafka, sử dụng là AWS Kinesis, sử dụng là Spark, sử dụng là Hadoop. Thì chính là những cái platform đó để các bạn xử lý big data. Bạn có rất nhiều dữ liệu vô streaming vô trong cái backend của mình, thì mình xài cái đó để mình analyze cái dữ liệu của mình. Thì nó vẫn thuộc cái scope của backend. Nha, nha bạn, à, bạn nội nguyễn. Ok, video đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video hôm nay. Thì ai có câu hỏi gì thì comment ở dưới nha mọi người nếu mọi người có hứng thú với chủ đề tiếp theo là gì hãy comment ở dưới mình sẽ làm những video tiếp theo thì uh, uh, hy vọng mình sẽ làm video tiếp theo cho bạn phước uh, uh, liên quan tới celebrity uh, cảm ơn mọi người rất là nhiều hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ với gia đình mọi người nha bye bye hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo